này thì lá rụng, thì lúc này mình sẽ bón phân để thúc đẩy ra hoa, thì mình sẽ sử dụng những cái phân ở trên này, những cái phân trên này mình bón cũng được, liều lượng cũng được, kiến gốc. Nhưng mà đặc biệt ở giai đoạn này tôi khuyên bà con là nên xài cái phân gọi là DB ha, 18460, 18% đạm, 46% lân, không có kali, kết hợp với hai cái phần này. Đấy. Kết hợp với cái phần da gà có bo canxi này và cái phần da gà dưới có vi lượng. Lưu lượng anh em hỏi và con hỏi là bao nhiêu thì nửa ký một cây. Bón phân xong tưới nước, bón phân xong thì mình tưới nước, tưới đều thôi, mình tưới liên tục trong một tuần, không bỏ ngày nào ha. Tại lúc này là trời nắng lắm rồi, 9 tháng 10 là nắng dữ lắm, tưới đều không bỏ ngày nào ha, thì mình tưới liên tục. Sau khi xử lý sau khoảng 15 ngày là bông ra đấy. Cái hình thức xử lý này là mình sẽ sử dụng những cái hóa chất mình thúc đẩy chanh ra hoa đồng loạt. Ngoài ra thì nếu mà bà con kiên nhẫn chút xíu, tại vì những cái hóa chất này nó thúc đẩy ra hoa nhanh thôi, ngoài ra thì nó cũng ảnh hưởng đến sức khỏe của bà con anh em rất nhiều.